Một lần nữa tạm chia tay với vùng đất thơ mộng trữ tình, tạm chia tay những con người hiếu khách. Tuần này những trải nghiệm tại vùng đất mới lại bắt đầu. Xách ba lô lên và đi thôi. Điểm dừng chân cuối cùng là Chợ Lách, được biết đến như một huyện tiêu biểu của Bến Tre, nổi bật với các vườn cây ăn trái trữ quả, phong phú đủ giống loài. Nơi đây còn phát triển các ngành nghề khá đa dạng. Tất nhiên mọi thứ sẽ được bật mí ngay thôi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Xuân Hiệp. Sở hữu một gương mặt hiền lành mộc mạc, mang đậm chất điện ảnh, Xuân Hiệp được các đạo diễn chú ý và cái duyên nghề đã đến thúc đẩy anh, vốn dĩ là một thầy giáo, lại gắn thêm cái nghiệp cầm ca. Để rồi khán giả lại biết đến anh và đặt cho anh một thương hiệu mà không phải ai cũng có, ông Hoàng Quảng Cáo. Mình được biết là một người bạn đồng hành của mình là một cô ca sĩ rất là tin, rất là xinh đẹp. Xin giới thiệu các bạn, ca sĩ Minh Trang. Chào em. Ôi sao hôm nay hai anh em mình mặc đồ giống vậy? Sao cặp vậy trời? Hai Lương Minh Trang xin chào tất cả các bạn đang xem đài. Là một gương mặt trẻ, Lương Minh Trang đang dần khẳng định tên tuổi của mình qua nhiều ca khúc, nhiều dòng nhạc khác nhau. Với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo, cô nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ được các bạn trẻ yêu mến. Trang cũng đã có coi rất là nhiều quảng cáo của anh Hiệp cũng như là phim. Hai anh em cũng có lâu lâu thì cũng có gặp, nhưng mà lâu rồi không có gặp nhau. Hôm nay mới là ngày để sum họp. Mình cũng có nghe những ca khúc của Minh Trang rất là hay, rất là lâu rồi mới gặp lại. Nhiệm vụ sắp được bắt đầu. Lý nào mỗi người không tự thưởng thức một trái dừa khi mình đang có mặt tại Bến Tre. Nhưng chặt dừa cũng phải đúng điệu. Em chỉ cho anh chặt dừa ba nhát ha. Đây là một nhát ha. Quay đây là nhát nữa. Đây là ba nhát nữa là mình lấy ra là cũng được. Wow. Nhìn thì đơn giản như uống một ly nước, nhưng cầm dao lên và chặt thử đi, coi có dễ không nào. Cố lên anh. Em thấy ghê. Không được đẹp lắm nhưng mà cũng có tiến bộ. Chắc một chục nha. Mạnh lên. Ủa sao em cứ chỉ ở dưới vậy ta? Ủa sao kỳ vậy? Em nhắm trên đây mà giặt xuống dưới đây không à? Anh ơi em bất lực quá à. Cho làm lại được không? Từ từ em. Không hề đơn giản. Chưa bao giờ chặt dứa. Chặt mạnh lên. Đó, gần tới rồi đó, chặt mạnh lên. Đúng rồi. Mệt quá. Thành quả của em nè. Em mừng quá anh ơi. Đây là trái dừa của Trang. Để uống được trái dừa sao mà khó khăn quá. Toát hết cả mồ hôi. Bây giờ thì bắt đầu hành trình nào. Bây giờ bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá và trải nghiệm của mình bằng việc tìm ra nhà chú Lê Hồng Sinh tại ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, Bến Tre, để tìm hiểu về nghề làm chậu hoa kiển. Bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá và trải nghiệm của mình bằng việc tìm nhà chú 85 tại ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, Bến Tre để tìm hiểu về nghề trồng hoa kiển của người dân nơi đây. Thượng lộ bình an, chúc em may mắn. Dự báo thời tiết bây giờ là 10:35, hai lượt khách đã có mặt tại Bến Tre, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C. Thời tiết này có thể khiến người ta mất sức, mất nước, thậm chí là mất tiền để sử dụng cho mục đích bảo vệ bản thân dưới tiết trời nắng nóng. Vậy chị cho hỏi thăm địa chỉ này chị. Cái này anh đi thẳng lên trên ngay chỗ trường cấp 1, bàn cặp bé dưới nhà trường học mà có ơn cứu. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ chú ơi, cho hỏi thăm ở đây có ai tên chú Lê Hồng Sinh không ạ? À, dạ chú hả? Chào chú. Dạ, cháu là Xuân Hiệp. Chương trình yêu cầu là đi tìm đến nhà chú để gặp chú, tìm hiểu về nghề làm chậu hoa kiển. Chú có thể hướng dẫn cháu. Dạ làm phiền cho anh hỏi, nhà chú 85 trồng cây kiển ở đâu chú? Khỏi tìm được quá này, cái có đường quẹo ở chỗ con trai đi xanh xanh á. Vô chút xíu có đám chôm. Dạ cảm ơn chú.
Trời ơi. Chú ơi. Dạ cho con hỏi, cái này phải nhà chú 85 không chú? Ở đây nè. Dạ. Con tới để tìm hiểu về nghề trồng hoa kiển. Đi. Dạ. Chú làm nghề làm chậu này bao lâu rồi chú ạ? Nay chở 6 năm rồi. Công đoạn đầu tiên mình làm chậu là mình sẽ sử dụng cái gì từ đầu tới cuối luôn á chú? Bắt đầu mình để cái mâm lên. Dạ. Rồi cái mình gắp cái vàng quay. Dạ. Rồi cái mình gắp cái dao vô. Dạ. Vô cái mình mới xúc cát mình bỏ lên mình quay. Rồi cái mình mới cộng hồ mà chỉ mang với nước không à. Dạ. Mình dưới lên tưới đều. Dạ. Cái mình tưới lên cái nữa cái mình làm cái niền trên miệng. Dạ. Bé bằng niền nhôm mình để vô xong rồi á mới quay hồ cát. Rồi mình quay xong rồi mới xi măng làm sạch sạch, xi măng với nước không à, hầu dầu á. Dạ. Yeah. Mình tưới lên mình quay cho nó bóng lại. Quay bóng lại rồi cái mình để 2 ngày. Mình mới dỡ lên mình cạo bỏ cái nền cát trong ra. Dạ. Yeah. Để trong mát cho nè. Dạ. Yeah. Mình khoảng 12 đến 15 ngày mình mới chạy nhám được. Vậy là từ lúc làm cho tới cái lúc mà mình đem đi ra bàn ngoài chợ mình bán là khoảng nửa tháng mới... Không có, khoảng 20 mấy ngày. Mấy cái máy này là cái chú này tự làm. Cái này cặp dê không à. Tôi đi học vô cái ngày đầu tiên ấy, ông thầy cũng đem cái này ra. Dạ. Tôi mượn về. À. Đem cái tiệm hàng tôi làm. Dạ. Làm sáng qua sau tôi đi trả. Chú làm cũng hàng năm để chú đi bán trong dịp Tết cho bà con mình chưng mấy ngày xuân đó. À, dạ Tết bán bây giờ là phải trồng để kịp Tết đúng không? Cái này thì chuẩn bị cho dịp Tết. Một cây như vậy thì bao lâu mới bán được chú? Khi mà ví dụ mình ở vận chuyển nó ở ngoài vườn ngoài gần vô ha. Dạ. Rồi mình làm hình thành nó khoảng chừng 3 năm hoặc 4 năm mình mới đi ra thị trường. Wow, 3 4 năm luôn. Trong cái thân gốc này là cũng phải là từ 3 năm hoặc 4 năm xong thân gốc này rồi. Mà khi mình làm cái cây hình thành vậy đó thì nó cũng phải là 2-3 năm nữa. Wow. Nó mới đi ra thị trường mình bán cho bà con mình chuẩn bị cho dịp Tết. Mà chú ơi, nếu mà trồng cây này cực nhất mình trồng mình là cái giai đoạn nào vậy chú? Cái giai đoạn cực nhất đó ha. Dạ. Là mình trong cái khi mà mình hồi hộp là phân dân không biết đạt cái hiệu quả cao hay không gì mà trong dịp Tết á. Mình phải phụ thuộc do cái thời tiết. Dạ chú làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi chú? Thì hồi trước á thì cũng chưa làm nhưng mà thấy đàn anh làm á thấy có lợi nhuận cao thì mình tham gia vô đặng mình phụ giúp trong gia đình á. Con thấy chú có vườn chôm chôm nữa thì chôm chôm trước hay là làm cái này trước? Làm chôm chôm thì từ nào giờ? À là hồi đó giờ làm chôm chôm xong rồi thấy làm cái này nên chú học thêm. Học thêm. Sao nó cứng quá vậy, có nào bứt luôn bẻ luôn lá không trời? Khi mình muốn vô cái sợi dây mình phải vô, mình phải kiềm trong thân cây vậy, mình quấn theo phải vòng vòng hết vậy nó mới là khi nữa mình sửa theo cái mai đó vậy đó. Chứ nếu mà mình quấn ngoài này thì cái cành mai này nó phải gãy. Trong 30 phút bạn hãy tìm và hoàn tất 3 cái chậu có dấu hiệu của chương trình. Thử thách hoàn tất khi 3 cái chậu được sơn, trang trí, hoa văn và phủ bóng. Nhiệm vụ khá nhẹ nhàng nhưng cũng là một trải nghiệm và thách thức. Nếu làm tốt, biết đâu Tết này anh có thể tự làm chậu trồng cây mà không cần phải mất tiền đi mua. Giấu ở đâu đây? À, một cái, hai cái. Giấu ở đâu đây? À, đây. Trời ơi.
Công đoạn đầu tiên được anh chàng hoàn thành khá nhanh chóng, nhưng nó chưa nói lên được điều gì khi những công đoạn tiếp theo mới cam go. Còn bên kia, mình chàng đang làm gì? Trong vòng 30 phút, với các vật dụng của chương trình cung cấp, bạn hãy thực hiện công việc tạo dáng cho một cây mai vào chậu. Ủa cái gì vậy? Kéo này, cái này mở đây ra. Bên này thì cô nàng đang gặp chút khó khăn đây, nhưng không ai có thể giúp được cô lúc này. Trời ơi, cắt không đứt luôn, thiệt đáng sợ. Ôi, một con bánh bèo vô dụng. Thấy có gì đó nó sai sai. Hết quấn được rồi. Ủa còn quấn được. Mỏi lưng quá. Ngồi xuống làm luôn đi cho rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Thời gian trôi qua hơn một nửa, nhưng cô nàng cứ loay hoay. Nếu tiếp tục thế này thì chắc sáng mai mới xong. Rồi chơi luôn 20 ngàn. Mất 20 ngàn. Đây 20 ngàn. Sử dụng tiền mua thêm thời gian là điều mà chương trình không quy định, nên cô có quyền. Nhưng đến lúc thật sự cần tiền mà không đủ thì đừng hối tiếc. Alo Giang hả? Alo anh Hiệp hả? Bây giờ em bị thiếu cái chậu. Anh có đang làm chậu không? Anh đang làm chậu, anh đang sơn. Anh đang sơn chậu nè. Anh có cái chậu nào để cây mai vô được không? Bên đây thì chậu cây mai, đựng cây mai nhiều lắm. Em cần hả? Em cần, ở đây không có chậu. Anh cho em mượn cái chậu đó nha. Rồi rồi, là anh chở qua cho em phải không? Dạ dạ. Chưa hết khó khăn này, lại đến khó khăn khác. Còn phải làm phiền đến bạn đồng hành của mình. Trong khi đó, nhiệm vụ của Xuân Hiệp. Em sẽ phục lót rồi, bây giờ xịt cái gì nữa anh? Thôi lót bây giờ anh. Thì cứ sơn nguyện cho nó giáp vòng đi rồi anh xung quay. Rồi. Ráng lên Trang ơi. Cắt có lố nữa rồi. Mấy cái cắt nhánh mà nhỏ quá thì khỏi quấn phải không chú? Dê mình có thể ăn dê ăn được. Nhiệm vụ của cô nàng gần như đã xong, nhưng chưa thấy bóng dáng của Xuân Hiệp mang cái chậu về. Trong khi thời gian đã cạn dần, và cô nàng quyết định chị sẽ mua thêm 10 phút nữa. Bỏ thêm 20 ngàn để có thể hoàn thành nhiệm vụ đôi khi cũng là điều xứng đáng. Nhưng Xuân Hiệp đi tới đâu rồi? Đuối quá. Trời chết. Mừng quá. Cái chậu này anh làm hả? Đó, đẹp không? Đẹp. Bị thiếu đất rồi sao giờ? Chết rồi. Đất đâu? Đây. Đâu chứ, còn không? Hết rồi. Đẹp. Lần đầu tiên làm được vậy là quý giá dữ lắm rồi. Cuối cùng thì cô nàng cũng nhận được cơ chiến thắng. Nhưng bên cạnh đó còn quá nhiều điều phải nghĩ đến. Đầu tiên là Xuân Hiệp. Chú chấm điểm cho con nương. Nếu mà bán ra thị trường là bán không được rồi. Này đại trình 50% là trình 5 điểm là cao lắm rồi á. Trơn phủ lên cái miệng chưa bóng được. Trơn nó chưa bít được xi măng mà. Dạ. Có một phần là do khách quan là mình không đủ cái thời gian. Dạ. Vội vã làm và vội vã đi. Đi để giúp người bạn đồng hành của mình đang gặp khó khăn. Trong khi chương trình cho anh 30 phút, nhưng anh chỉ bỏ ra 15 phút để làm và 15 phút còn lại để di chuyển quãng đường khá xa. Nếu không vì cuộc gọi của Trang, có lẽ anh đã làm tốt hơn. Và cuộc điện thoại của Trang cũng xuất phát từ cô. Trời ơi! Tức quá! Thay vì tốn 20 ngàn, mua thêm 10 phút, đi kiếm cái chậu gắn vô là được rồi. Mà giờ tốn 40 ngàn lận nhờ người khác, người ta không nhận được cờ mà đã vậy. Mình còn tốn thêm 20 ngàn nữa, thiệt là phi lý mà.
quá tức. Nhưng có lẽ điều đó làm Xuân Hiệp vui, vì lá cờ đối với anh có gì là quan trọng. Hai bạn hãy cùng nhau tìm gặp chú Ba Ngói tại ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre để trải nghiệm công việc bảo tồn ốc gạo. Chú Ba Ngói ghê quá, sao nó lắc quá vậy anh ơi, đừng có bỏ em lại đi, anh đi nhẹ nhẹ thôi anh ơi. Rồi qua được rồi. Kìa, bán kìa, bánh xèo, tôm, thịt. Ô, ăn nữa hả? Dạ. Chứ có hỏi chú Ba Ngói. Tôi đây. Hả? Dạ, con chào chú. Dạ, chào chú. Dạ, tụi con tham gia chương trình Lữ Khách 24. Đến đây gặp chú để mà tìm hiểu về việc bảo tồn ốc gạo. Đi thẳng thôi con. Cái ốc gạo là cái ốc nhỏ 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 mình hay ăn mà nó nghe rột rột phải không? Nghe giống như con ốc đắng mình ở trong mương vườn vậy đó. Mà con ốc gạo đặc biệt là nó ở ngoài sông nước chảy, còn ốc đắng ở nước đứng, nước sông mương. Mình bảo tồn ở nơi đây là có nghĩa là mình... Bảo tồn là vậy, là... bởi vì trước kia nó có lâu rồi. Nhưng mà tới mùa mảnh hay khai thác nó hết. Dạ. Rồi bây giờ là mới thành lập hợp tác xã. Dạ. Coi như là bà con ta bỏ vốn ra, tự bỏ vốn ra. Dạ. Rồi từ các cái chi phí mà tới mùa thu hoạch xong rồi còn lãi lợi thì chia lại cho mấy người, cái đó gọi là xã viên. Một năm khai thác một vụ, mà một vụ khai thác 3 tháng. Bây giờ thì đúng ra con ốc nó không bằng hồi xưa. Hồi xưa là nó còn thiên nhiên, nó còn bây giờ nói chung cặp hai bờ sông này giờ là bè cá, ao cá. Thật ra con ốc này bây giờ nó có hiện tượng là bị con vẹm nó bám. Sản lượng ốc bây giờ từ 2011 tới nay gần như là nó giảm từ xuống. Hồi đầu tiên ở đây tụi tôi mới thành lập thì khai thác 300 kg thôi, mà năm sau là lên 3 tấn. Bị một con ốc á, nó đẻ khoảng 20 con, nhưng mà tôi cho nó bỏ là nó bị cá ăn hay nó chết chóc gì đó, còn lại cũng 10 con. Mình bỏ 1 tấn thì năm sau mình có 10 tấn. Tất nhiên sau khi nghe thì cũng phải thử sức với công việc này. Anh quay cái đó để làm gì vậy? Chẳng biết nữa. Cái này tôi kêu quay nha. Dạ. Tay này mình chấm nè. Dạ, dạ. À bây giờ mình mới cạo. Cố lên thỏ trắng, cố lên, ráng lên anh ơi. Em vịn cây này, em vịn cây này. Được hai con này nè. Con này con gì vậy anh? Con này là con... Con này con gì vậy? Con gì vậy chú? Gọi là con Chan Chan. Con Chan Chan, con Chan Chan. Chan cào 2 lần được con Chan Chan. Dạ, chào cô. Con chào cô. Như đây hướng dẫn chiên cho một cái bánh xèo mẫu thử. Bánh xèo á? Bánh xèo gì? Miền Tây. Bánh xèo miền Tây. Dạo hoặc là nhân hến. Cái này là giá với măng chua. Măng tre. Măng tre. Bánh xèo thì mình ăn cái loại nhân thông thường đúng không? Đậu đậu xanh xay ra nè, rồi thịt nè, tôm. Tôm cũng có, nhưng mà người ta chủ yếu là đây ăn hến hay là hoặc ốc gạo nó lạ. Cái gì nó khác hơn. Dạ dạ, chưa bao giờ được ăn cái nhân như vậy. Biết cuốn bánh tráng thôi. Ngon lắm cô. Nó có vị béo béo. Ăn cái ốc nữa, nó lạ cái nhân của nó. Vừa được thử sức với một công việc mới, lại được thưởng thức đặc sản nơi đây. Và giờ là lúc cả hai cùng thể hiện. Trong 20 phút, hai bạn hãy đổ bánh xèo bằng bếp củi và mời hai người khách thưởng thức. Lưu ý, hai bạn phải đổ 5 cái bánh xèo ốc gạo. Thời gian được tính từ lúc bạn đọc xong thử thách. Để có được ốc gạo đổ bánh xèo, hai bạn phải chọn một trong hai cách sau. Một, cách gặp chú Ba Ngói để mua. Hai, bắt 3 con ếch để đổi ốc gạo. Lưu ý, diễn viên Xuân Hiệp dùng vợt bắt ếch, Minh Trang dùng tay bắt ếch bỏ vào xô. Thời gian quy định 1 phút. Em sợ con ếch không?
anh vợt lên rồi em bắt nè, em bắt bỏ vô. Em sợ luôn á, làm sao khóc luôn. Nói chứ nó không có xào đâu. Ê bà Bách, đừng cắn tao nha. Chụp nó đi. Đó, nắm hai cái đùi sao đó. Ok rồi. Cắn liền rồi má. Đó, ok. Cắn liền nha. Đây em. Chụp cái đùi á, chụp hai cái đùi. Ờ đúng rồi, lẹ. Nhưng mà nó mập quá à, lấy không được nè. Rồi em, lẹ. 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 Lẹ lẹ em lẹ. Không sao đâu. Con này nó dữ quá anh ơi, đổi con khác đi. Rồi, ok. Thời gian của mình là lỗ 22 giây. Hai bạn được mua bằng một nửa số tiền thôi. Tiền đâu em mua, em hết tiền rồi. Em mượn anh. Thôi cho luôn đi mà. Chú ba ơi. Bán cho con một ký ốc. Rồi thì cuối cùng cũng có được ốc gạo để làm bánh xèo. Để xem cả hai loay hoay với công việc này thế nào đi. Những chiếc bánh đủ hình dạng vừa được hoàn thành. Và cùng nhìn lại quá trình tạo nên những chiếc bánh tuyệt vời như thế này. Ok. Và bây giờ em kiếm đồ lễ đi. Trời ơi, đó là mới biết nhóm bếp luôn á. Thấy thổi thổi gì mà cũng lên nữa. Hay là anh chiên, anh lễ em chiên. Để em lễ cho anh chiên đi, em không dành. Trời ơi, sao em nữ mà em dành. Em chưa bao giờ nữ tính anh ơi. Ngon lành, ngon lành. Cái gì mà khói. Nước gì ngon lành à. Nhóm sao được vậy hay vậy. Anh không biết sao anh được vậy nữa mà. Thiên tài. Đất rồi. Rồi đất luôn đùi thứ hai rồi. Em xây con ốc á, em đừng có kéo cái con ốc. Thôi quá. Thôi anh ơi, để em làm cho. Hay anh ngồi lấy ốc thì em làm cho. Rồi. Bỏ ốc vô. Ây da. Không thấy không có giống rồi đó. Ủa sao nó không có bám giống như hồi nãy vậy, làm vậy ta? Nó cũng tạm tạm đi. Ủa rồi làm gì nữa vậy ta, quên rồi. Em ốp úp lại phân nữa. Nát rồi. Rồi thấy nát luôn rồi đó. Má ơi con thất bại quá. Giống chiên trứng quá ha, trứng úp là. Chiên cái bánh xèo không ra cái bánh xèo. Làm ơn đi ra cái bánh xèo giùm cái đi. Chín giùm đi. Sao nó ướt nhẹp vậy? Sao ai bươi ra vậy? Đâu có, của em á, nguyên si vậy luôn á. Đắp lại cho nó đẹp đi. Cảm ơn mấy cô chú can đảm mà vô. Quá xuất sắc. Nhân ốc thì thấy cũng ngon. Dạ. Cái bánh thứ nhất thì nó hơi dày hơn, cái bánh thứ hai thì nó hơi mỏng hơn. Tiến bộ lên được một xíu. Rồi đến tới bánh cơm đen. Thôi con không dám nhìn đâu cô. Nó hơi chụm mũi chưa đều tay, nó hơi dạng lên tí. Cái bánh thứ hai thì nó hơi sậm, nó hơi tươi hơn chút nhưng mà nó độ hơi dày hơn. Cái này là theo đúng hai cái chút. Nữa là được rồi. Những chiếc bánh với hình dạng lạ lẫm này lại được cô chủ nhà châm chế và khích lệ. Nhưng với chú ba ngói là chủ quán ăn thì không có chuyện đó đâu nha. Cái vị của cái bánh thì được. Nhưng mà chiên cái kiểu này là không được rồi. Dạ. Cái này thì được chút khíu mỏng nè. Dạ. Còn cái này là không có hiện tượng gì mà mỏng hết á. Nếu mà bánh xèo này chiên để ăn thì ráng ăn, chứ còn bán là chắc bán không được rồi. Thôi bây giờ cái gì cái chứ lần đầu tiên như vậy là cho là đạt rồi. Rồi vậy là cũng tốt. Rồi. Những chiếc bánh xèo có được cũng chính là phần thưởng dành cho công sức của cả hai. Kèm theo đó là những lá cờ chiến thắng. Xin chúc mừng cả hai. Tập tiếp theo, hai nghệ sĩ sẽ bắt đầu cho hành trình tìm nhà của mình. Vất vả hay khó khăn, dễ dàng hay chùng bước, tất cả sẽ được thể hiện trong số phát sóng tuần sau. Mời các bạn đón xem vào lúc 17:30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.